Chương 24. Khi Đức Chúa Giêsu ra khỏi đền thờ, đương đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng, các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào trồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Ngài đưa ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng, xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng, ta là Đấng Christ, và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc, hãy giữ mình đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy, cũng có nhiều kẻ sẽ xa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều thiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý, thì ai ở trong xứ Jude hãy trốn lên núi. Ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyên của cải trong nhà, và ai ở ngoài ruộng, đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó, khốn khó thay cho đàn bà có mang và đàn bà cho con bú, hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát. Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu. Song vì cớ các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng, kìa đấng Christ ở đây, hay là ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn phép lạ. Nếu có thể được, thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Này, ta đã bảo trước cho các ngươi. Vậy, nếu người ta nói với các ngươi rằng, này, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến. Này, Ngài ở trong nhà, thì đừng tin. Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự con người đến sẽ cũng thể ấy. Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động. Khi ấy, điểm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương trời kia. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Trong đời Noe thể nào, khi con người đến cũng thể ấy, vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu. Và người ta không ngờ chi hết, cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng như vậy. Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Và có hai người nữ đương say cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức,
không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy trực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đã đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ già hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.